đau đầu không thứ gì không? Có ù tai không? Không ù tai, không đau đầu. Giờ chỉ còn là cái liệt từ năm 2 tuổi, năm nay là 24 năm rồi. Hồi xưa nó đẻ thường hay là đẻ không đẻ nha? Bình thường. Đẻ thường. Đẻ mổ đẻ hay đẻ thường? Đi ngủ sáng ngủ dậy là bị. Thế hồi đấy cũng chữa gì? Có đi nhiều nơi. Thè lưỡi đi xem. Đấy, bà cháu là đợt đấy đi châm cứu ạ. Thì mọi người thì nhìn thấy cân rồi, người bác sĩ thì lại nhìn lại chưa cân thôi, châm cứu nó lại thành lạnh. Hồi đấy em chữa cách đây 24, 26 năm rồi, chữa 24 năm rồi chưa chuẩn. Thế cái nhiệt 7 nguyên cho lạnh thì đơn giản thôi mà. Hồi đấy chữa ở đâu? Chữa ở Bắc Ninh à? Có, vào Sài Gòn. Chữa ở Hà Nội. Có vào Sài Gòn. Vẫn tại Sài Gòn. Kinh nguyệt các thứ bây giờ, hiện nay thì kinh nguyệt có bình thường không? Thôi nhà là ở gần đây, chịu khó trọ ở đây. Ừ, trọ gần đây. 2 tuần đến một lần nhá. Cái chị 2 tuần một lần cái chị. Nhưng mà nó có chữa được không ạ? Cái đấy phải từ từ rồi. Chứ còn nó có chữa được không thì ngày càng ngày mai khỏe ngay thì bác sĩ không dám giận như đây. Bởi vì cái này của nó 24 năm rồi nhá. Để mình gần như cố tật thấy là giải cơ ra nhá, giải cơ. Thứ hai là kích thích lại. Cái vận chuyển hoạt động. Tất cả hoạt động bình thường chỉ có cơ. Tất nhiên rồi, bây giờ cái dây bảy này có thể tổn thương lâu quá rồi, đúng không? Thế là theo y học cổ truyền, theo y học hiện đại, dây bảy tổn thương lâu rồi. Còn theo y học cổ truyền thì nó là khí huyết nó không lưu thông lâu ngày, cơ nhục không được nuôi dưỡng tốt, đúng không? Cơ nhục không được nuôi dưỡng được thì dẫn đến cơ nhục teo, cơ cứng cơ lại. Thế bây giờ phải tích thích khí huyết nó lưu thông trở lại, nó máu trở lại nhé. Và đấy là sự kỳ diệu của châm cứu và của cái gì nhé. Tìm đến đây là sự kỳ diệu của cái gì chứ không phải kỳ diệu theo cơ chế của y học hiện đại nữa, vì cháu đã chữa quá nhiều nơi rồi, cũng quá nhiều năm rồi nhé. Thì vấn đề khỏi thì không có thời gian. Cái thứ hai và sau 1-2 đợt mình thấy rằng là nó mình cố tật rồi thì mình sẽ tự dừng lại, mình sẽ thôi, bác sĩ bảo thôi luôn nhé. Chứ còn mình chưa làm thì mình chưa thể biết được, đúng chưa nhé. Thì hôm nay đây cứ gây chỉ một lần cả, về sau đó theo dõi và sau 2 tuần cứ gọi điện cho bác sĩ nhé. Và đợt sau đến khám lại, bác sĩ cái cần thiết thì đến đêm nữa thì cái chị này có hết nhiều tiền không ạ? Thì ở đây thường thường là các thu triệu 6 một lần. Một lần sau còn đến có hả? Lần sau còn đến có được không? Ừ, thế thôi. Ừ. Nếu chứ không ăn đủ tiền chú có thể vẫn đẻ, vẫn cấy cho cháu, vẫn cấy cho cháu được thì chót công cháu một lần đến đây, lần sau cháu gửi tiền sau cũng được, không vấn đề, không vấn đề, với chú không vấn đề, chú sẽ bảo cô nhưng mà làm cái này có đau à? Tất nhiên cháu đã châm cứu rồi, nó như gần như là châm cứu rồi. Hai với cái bộ mặt liệt của cháu thì cái cấy chỉ nó sẽ không đau bằng cái người mặt bình thường nhé. Vì đã liệt rồi thì sao mà cái đau nó mạnh như được. Liệt rồi, liệt cả cảm giác, liệt cả vận động nhé. Thì quan điểm của chú là cháu đến đây cháu cứ chữa đi, chú có thể bỏ lãnh được một lần nữa. Tại vì sao? Thì chú cũng là một người làm, cháu không đi thôi, bình thường đi. Và bác sĩ cũng có điều ở đây thôi. Nhưng thật sự thì bây giờ cháu đến cháu về sao cháu thì mất thời gian, cháu mất đi cái niềm hy vọng của cháu. Cháu có đồng ý không? Có đồng ý không ạ? Thì chú ghi tên chú vào đó và đăng ký lúc đấy cho. Ví dụ cháu có khoảng 500, 600 cái tỷ trọng, cháu gửi cho còn lại bao nhiêu để cháu gửi sau nếu để gửi thẻ. Không sao, chú nghĩ rằng chú có thể nói mọi người nghe được, chú thuyết phục mọi người. Thế đấy, chú nghĩ nặng thì tiền lòng quá để mà mất đi cơ hội.